cho nó xuống xuống trước luôn chứ đâu. Xuống luôn chứ đâu. Nè, đứng lên đi, rồi xuống làm kia. Đứng cứng lên đi. Đó, xuống đó. Ui chục. Cái lục, bắn lục, bắn lục. Bắn, cái nhắc luôn. Rồi. Chặt qua đây. Ôi trời ơi, dướng rồi. Đá. Rồi. Chạy nãy rồi, cái gì nữa rồi chứ. Xong. Xuống đất an toàn. Quá trời, cái gánh nó bị. Anh Cường đang trèo lên để lấy máy cưa xuống chấm xăng, hết xăng rồi. Cắt tẻ.
xuống miếng nữa cho cái đầu nó qua cái tôi lo đi xuống xuống thôi vừa kéo về hướng kia đi. Bung từ từ lên nha. Xuống. Thôi tự lông mèo quá. Xong. Đây là đúng rồi. Ai da, nó đau quá tay cả nhà ơi. Vậy khi chúng 100 ngàn nữa thôi.
Cái nhánh này nó có ổ sóc ở trên. Nó chuẩn bị cưa cái đọt nó có ổ sóc gì đó. Đây mấy anh mấy chú đang cắt ba củi chở đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bột cái vị xuống chắc ngon đó. Quá hay quá. Hả? Ây da. Thầy coi có em này không? Thầy không ngủ rồi. Thầy không ngủ á. Chứ có này chắc là. Dạ. Dạ đi. Ui. Cầm nguyên khúc cổ. Wow, hết sức nha các con.
Giặt vô nè. Nè. 2 3 2 3 thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.